Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi. Thưa với quý vị và các bạn, ở những chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi thì có lẽ đây là một chiếc xe tương đối là rộng đấy ạ. Tương đối là rộng vì chiếc xe sở hữu kích thước rất là to, cao mà lại chỉ có 5 chỗ ngồi thôi. Được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Venza. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Toyota Venza này thì được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội quý bạn nhé. Và chiếc xe lăn bánh được 68,000 dặm rồi. Ở những chiếc xe Mỹ thì được tính bằng dặm, tức là bằng mai đấy quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở những chiếc xe Toyota Venza thì nó có rất là nhiều phiên bản. Phiên bản 2.7, phiên bản 3.5. Thì trong phiên bản 2.7 thì có phiên bản thiếu, phiên bản đủ. Còn riêng ở chiếc xe phiên bản 3.5 mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ, phiên bản này là phiên bản 3.5 nhé, AVKD, tức là số tự động 2 cầu. Và ở phiên bản 3.5 này thì nó đầy đủ option rồi, không còn thiếu cái option gì nữa. Và ở cái phiên bản 3.5 này là cái phiên bản cao cấp nhất quý vị và các bạn nhé, option đầy đủ nhất, từ khóa thông minh, đề nổ start top, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ nóc, cửa sổ panorama, tức là hai cửa nóc đấy ạ. Và xe được trang bị là toàn bộ là ghế lái, là ghế chỉnh điện và ghế phụ cũng chỉnh điện quý bạn nhé. Nội thất da cao cấp và được chỉnh điện, đèn pha bi xenon đấy. La răng đúc này là la răng đúc rất là to, phiên bản là R20 quý bạn nhé. Còn phiên bản mà 2.7 thì la răng đúc nhưng mà phiên bản R nhỏ thôi ạ, R18, còn phiên bản này phiên bản là R20 đấy. Đặc biệt là option đầy đủ hết rồi. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Venza phiên bản 3.5 2009 nhập khẩu Mỹ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 2009 phiên bản 3.5 AVKD này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Venza phiên bản 3.5 sản xuất năm 2009, tên tư nhân biển Hà Nội này, thì chúng tôi vẫn cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 3.5 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.